Chúng ta đi tiếp lý thuyết phần chữ chương 1, khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ. Chúng ta bắt đầu đi từ câu 38. Chọn ngay đáp án có chữ là bị nghiêm cấm, đúng 100% luôn nhé. Rồi không được phép, không được mang vác, đẩy xe, lùi xe, kéo xe gì đó. Dạ, chúng ta đã học rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm câu 38. Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không? Chúng ta bấm chọn ngay, bị nghiêm cấm. Mách cho các bạn một cái học nhanh là các bạn cứ thấy đáp án từ bị nghiêm cấm, các bạn khỏi cần đọc câu hỏi, đúng thẳng luôn. Đúng 100% chẳng sai bao giờ. Rồi câu 39. Hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không? Bị nghiêm cấm. Câu 40. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không? Bị nghiêm cấm. Câu 41. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không? Bị nghiêm cấm. Câu 42. Người điều khiển xe, mô tô, ô tô, máy kéo trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có bị nghiêm cấm không? Bị nghiêm cấm. Câu 43. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Khi hỏi về hành vi thì chúng ta chọn là đó là các cái hành động, đó là cố ý ha. Làm hỏng, cố ý này, cố ý làm hỏng này, cọc tiêu, gương cầu, giải phân cách. Đấy, hành vi bị nghiêm cấm. Những cái từ mà từ cuối là hỏi, câu hỏi bị nghiêm cấm thì chúng ta chọn cái các cái hành động. Hành động là hành vi, hành động đó. Rồi, làm hỏng, cố ý, cọc tiêu, gương cầu, giải phân cách. Câu 44. Cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào? Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Câu 45. Sử dụng rượu bia khi lái xe nếu bị phát hiện thì bị xử lý như thế nào? Bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự theo mức độ vi phạm. Đấy, là đã uống rượu bia thì không lái xe. Câu 46. Theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, đối tượng nào dưới đây bị nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông? Tất nhiên là người điều khiển xe rồi. Người điều khiển xe ô tô này, mô tô này, xe đạp này, xe gắn máy này là bị nghiêm cấm nhé. Còn người ngồi sau thì mình đi uống bia, uống rượu gì nhậu nhẹt xong rồi mình cứ kêu taxi hoặc là kêu ráp gì về đó, mình ngồi sau là không bị nghiêm cấm, đúng không? Rồi mình đi bộ mà về cũng vậy, bộ mà về không bị nghiêm cấm. Rồi, chúng ta chọn ý 1 nhé. Rồi, câu 47. Khi lái xe trên đường, người lái xe cần quan sát và bảo đảm tốc độ phương tiện như thế nào? Không vượt quá tốc độ cho phép. Đấy, khi lái xe trên đường, người lái xe cần phải quan sát bảo đảm tốc độ phương tiện như thế nào không? Nói chung là không vượt quá tốc độ cho phép. Đấy. Câu 48. Phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải di chuyển thế nào? Thì đi chậm thì chúng ta phải đi về phía bên tay phải. Rồi. Câu 49. Trên đường có nhiều làn đường. Khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm, bạn phải đi ở làn đường nào? Thì đi chậm thì chúng ta cứ phải đi ở làn bên phải trong cùng. Đấy, an toàn. Đấy, đi chậm thì chúng ta cứ đi bên phải trong cùng. Rồi câu 50. Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư, trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây? Chúng ta chỉ được sử dụng còi là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đó, chúng ta chọn là từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối. Câu 51. Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và dân cư vào ban đêm? Trong ban đêm thì chúng ta chỉ sử dụng đèn cốt. Rồi, đèn cốt nha.
Rồi câu 52. Trong trường hợp đặc biệt để được lắp đặt sử dụng còi, đèn không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, đối với từng loại xe cơ giới, bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Thì phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đấy. Câu 53. Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong luật giao thông đường bộ? Chúng ta chọn là nghiêm cấm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép. Câu 54. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào dưới đây? Thì chúng ta chọn là không được vượt xe khác là trên cầu hẹp có một làn xe. Trên cầu đã hẹp rồi chúng ta đừng có vượt nữa. Còn câu 2, câu 3 chúng ta loại trừ là thế này. Câu 2 là trên cầu có hai làn xe thì mình được vượt nè. Hả? Ở trên đường có hai làn đường được đó. Để hai làn đường thì được vượt rồi ha. Rồi, còn trên cầu hẹp có một làn xe, chúng ta chọn từ khóa đấy nha, là không được vượt nhá. Nơi đường giao nhau đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Đó. Đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt thì cũng không được vượt luôn này. Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, các cái xe ưu tiên hỏa sự công thương đó, họ đang phát tín hiệu ưu tiên thì mình né qua một bên để nhường đường cho họ đi, đừng có vượt nữa. Rồi. Đấy. Chúng ta chọn đáp án 1. Câu 55. Bạn đang lái xe, phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên. Bạn có được phép vượt hay không? Chúng ta chọn đó là được vượt khi đảm bảo an toàn. Bởi vì không phát tín hiệu ưu tiên thì cũng như là xe khác. Đấy, thì chúng ta có thể là được vượt khi đảm bảo an toàn. Đấy. Câu 56. Người lái xe không được quay đầu xe ở trong các trường hợp nào dưới đây? Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường này, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Đấy, không được vượt nhé. Còn cái thứ hai là ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành người đi bộ thì là được rồi, mình được quay đầu rồi ha. Rồi. Trên đường quốc lộ. Rồi, thôi mình chỉ đọc câu đúng thôi ha. Rồi. Câu 57. Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại. Nếu muốn quay đầu, bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông? Thì chúng ta chọn là đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu. Thì chúng ta mới quay đầu xe nha. Không được quay đầu xe ở những nơi mà không cho phép. Đấy. Cái thứ hai mình thấy không? Bấm đèn khẩn cấp và quay đầu xe từ từ đảm bảo an toàn loại nhé. Bấm còi liên tục. Đấy, đang ùn tắc mà bấm còi liên tục, có những người không có văn hóa giao thông. Đấy. Rồi, nhờ một người ra hiệu nữa chứ. Nhờ một người ra hiệu giao thông trên đường chậm lại trước khi quay đầu. Không được nhé. Chúng ta chọn một. Câu 1. Đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu. Rồi, câu 58. Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây? Không được lùi xe ở khu vực cấm dừng và phần đường dành cho người đi bộ qua đường này. Rồi câu tiếp theo là nơi đường bộ giao nhau. Đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt này. Nơi tầm nhìn bị che khuất. Đường hầm, đường cao tốc. Chúng ta chọn cả Y2 và Y3. Đấy, không được lùi xe trên đường cao tốc này. Đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Nơi ta khuất tầm nhìn. Câu 59. Khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép? Buông cả hai tay. Đấy. Sử dụng xe để kéo đẩy xe khác, vật khác. Sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy. Đó. Chúng ta chọn là hành vi không được phép thì buông cả hai tay nhé. Buông một tay thì vẫn được. Nhiều khi mình buông một tay để mình sửa cái nón hay là mình đó. Rồi, cái thứ ba là đội mũ bảo hiểm, chạy đúng tốc độ thì đúng rồi. Chở người ngồi sau dưới, đúng. Thế là hành vi sai là chúng ta chọn ý 1, buông cả hai tay. Rồi, câu 60. Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì? Là
Khi tập lái thì chúng ta phải thực hành lái xe trên xe tập lái này, và phải có giáo viên bảo trợ tay lái. Rồi thứ hai là phải mang phù hiệu học viên tập lái xe. Đấy, học viên tập lái xe nhé. Chúng ta chọn cả hai ý. Chúng ta chọn ý số 4, cả ý 1 và ý 2.